Xin chào các bạn đã quay trở lại với Zero Nine. Đồ chút thôi. Xin chào các bạn quay trở lại với ThinkView. Hiện nay thì những mẫu laptop gaming đã không còn xa lạ với các game thủ nữa. Trên thị trường với mức giá khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng thì các bạn hoàn toàn có thể sở hữu một mẫu laptop gaming có hiệu năng tương đương với PC với i7-7700HQ và GTX từ 1050 cho đến 1060. Và hôm nay ThinkView sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm như thế. Đó là chiếc MSI GV627RE đang được bán ra với mức giá khoảng 25 triệu đồng. Ok, đầu tiên là nhắc đến thiết kế tổng thể của chiếc máy này. Thì chiếc máy này chủ yếu được làm bằng nhựa nên khá là nhẹ, khoảng tầm 2,2 cân. Rất phù hợp với những bạn nào phải di chuyển nhiều. Với lớp vỏ nhựa dạ kim loại, nhìn thì đẹp nhưng khi sử dụng thì cực kỳ dễ bám bẩn và vân tay. Tổng thể build máy khá là chắc chắn, đặc biệt ở khu vực kê tay. Tuy nhiên khung màn hình lại được làm khá mỏng và yếu nên khi tác dụng lực vào thì vẫn có hiện tượng flake. Máy được trang bị khá nhiều cổng kết nối với một cổng USB Type-C, 3 cổng USB Type-A, 2 cổng 3.0 và một cổng 2.0. Để xuất hình ảnh thì bạn có hai phương án lựa chọn là HDMI 2.0 và Mini Display Port. Đây đều là hai cổng cho phép bạn xuất tín hiệu với tần số quét cao ra màn hình rời. Và nhắc đến màn hình thì màn hình của chiếc GV62 này có độ bao phủ màu khá cao, đạt đến 97% sRGB và 82% Adobe RGB, nhưng độ sáng đạt được chỉ ở mức trung bình là 220 nit. Tuy nhiên vì chỉ được trang bị tấm màn TN nên góc nhìn sẽ là một yếu điểm của sản phẩm này. Đối với các bạn game thủ, các bạn chỉ chăm chăm nhìn thẳng thì nó không phải là vấn đề gì nặng nề, nhưng với bạn làm thiết kế đồ họa thì mình nghĩ IPS sẽ là một lựa chọn tối ưu hơn nhiều. Và vẫn giữ truyền thống sử dụng bàn phím SteelSeries, phím của GV62 tương đối là chắc chắn, độ nảy tốt, phản hồi nhanh, layout phím quen thuộc với người sử dụng bàn phím SteelSeries khi bỏ phím Windows trái để tránh bấm nhầm khi chơi game. Với mình thì điều này khá là khó chịu bởi vì mình có thói quen sử dụng hotkey Windows+D hay là Windows+E. Mình nghĩ nếu MSI có thể tiếp cận theo hướng là có tính năng lock cái phím Windows này đi thì sẽ tối ưu hơn nhiều. Loa của GV62 cũng là một điều đáng lưu tâm đến. GV627RE được MSI trang bị cho mình 4 loa thường và một loa bass, cùng với đó là phần mềm âm thanh Nahimic được cài đặt sẵn trên máy, đem lại cho người dùng công nghệ âm thanh 7.1 vô cùng chất lượng. Tất nhiên là khi mình chơi game hay thi thoảng mình xem phim hành động hai người thì mình sẽ sử dụng tai nghe, nhưng với một chiếc máy như thế này thì mình nghĩ loa của nó như vậy là quá ổn rồi. Phiên bản của mình ở đây sở hữu CPU i7-7700HQ, 8GB RAM, GTX 1050 Ti, tuy nhiên lại không được lắp sẵn SSD. Đây là một thiếu sót khá đáng tiếc đến từ MSI. Nhưng với cấu hình khá ổn như thế này thì máy vẫn có thể cân tốt các tựa game eSports như là CSGO, Dota 2 hay PUBG, hoặc là những game offline cần cấu hình cao hơn như GTA 5 hay là Assassin's Creed Origins. Và trong lúc mình chơi game thì máy có nóng lên, nhiệt độ nó rơi vào khoảng 75 đến 80 độ C. Và khi sử dụng công nghệ Coolerbot 4 thì nhiệt độ có giảm nhưng mà nó không đáng kể, nó rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 độ C thôi. Tuy nhiên khi bật chế độ Coolerbot thì tiếng ồn từ máy phát ra khá là lớn và nó khiến mình rất là khó chịu. Ngoài ra với bộ tản nhiệt Coolerbot 4 với 2 quạt và 6 ống đồng dẫn nhiệt tốt nhất trong laptop gaming tầm giá 30 triệu thì chiếc GV627RE này sẽ đảm bảo cho bạn hiệu năng của máy được tối ưu trong thời gian dài mà không lo đến vấn đề quá nhiệt. Thử nghiệm với IDA64, khi stress test máy sẽ đạt 84 độ C cho CPU, nhưng khi bật công tắc Coolerbot được khoảng 2 phút thì nhiệt độ CPU sẽ chỉ còn là 79 độ C. Tương tự với GPU, nhiệt độ cũng lần lượt là 59 độ C và 63 độ C. Tiếp theo là một điểm mình không vừa ý ở chiếc máy này, đó chính là vấn đề pin. MSI chỉ trang bị cho mẫu sản phẩm này một thỏi pin 6 cell 41Wh khá là yếu. Nếu có sử dụng chiếc máy này cho những tác vụ văn phòng thì quả pin yếu sinh lý cũng không thể nào trụ lâu được. Mình có sử dụng từ mức 100%, có xài qua một số tác vụ như AutoCAD hay Chrome để nghe nhạc, lướt web, xem phim cùng với độ sáng màn hình ở mức 50% thì máy sụp pin khá nhanh và chỉ chịu được trong vòng 3 tiếng. Ok, tổng kết lại với mức giá khoảng 25 triệu đồng thì đây sẽ là một sản phẩm phù hợp với các bạn học sinh sinh viên khi mà cấu hình của nó đáp ứng đủ nhu cầu học tập cũng như là giải trí. Tuy nhiên, chiếc máy này vẫn có tồn tại một số yếu điểm, ví dụ như là viên pin quá chi là yếu sinh lý. Mình nghĩ nếu hãng có thể khắc phục được những yếu điểm này thì chiếc MSI GV627RE này sẽ là một sản phẩm hoàn thiện hơn rất nhiều. Và trên đây là những nhận xét của mình về chiếc máy này. Còn các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Cùng comment thảo luận ở dưới nhé. Cũng như đừng quên like, subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo của ThinkView. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. ThinkView.